Cuộc tình nào rồi cũng có lúc phải rời xa. Cuộc chơi nào rồi cũng phải có lúc tàn. Cuộc sống khắc nghiệt đã đưa chúng ta xa rời nhau vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Chia tay trốn võ lâm vì quá bận rộn với cuộc sống, vì phải tập trung học hành, hoặc cũng có thể là do chán nản vì nhà phát hành có quá nhiều những thay đổi mà chúng ta không mong muốn. Còn rất nhiều lý do khác, nhưng có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Dù đã chia tay hay vẫn còn bôn tẩu giang hồ, thì nhiệt huyết và tình yêu vẫn cứ đong đầy. Mối tình với võ lâm truyền kỳ sẽ mãi là một mối tình đẹp nhất. Từng thôn trấn, từng map lướt công sẽ luôn còn mãi trong tâm trí chúng ta. Để hôm nay mình mời các bạn cùng về lại với cổng Biện Kinh, một thời kỷ niệm. Đã là một nhân sĩ giang hồ, bước chân vào thế giới võ lâm truyền kỳ, chắc hẳn ai cũng biết đến cổng Biện Kinh, khói lửa mịt mù, với những trận huyết chiến long trời lở đất. Nơi mà các đại gia hay các đấng anh hùng vỗ ngực xưng tên, dương ngoài diễu võ, hay các hiệp khách giang hồ thể hiện trình độ PK tài hoa của mình. Cổng Biện Kinh là nơi để các bang hội thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết, hoặc để giải quyết ân oán võ lâm. Tuy nó không mang lại lợi ích thực tế gì cho các cao thủ, không điểm kinh nghiệm, không điểm danh vọng như chiến trường Tống Kim, cũng không mang lại các món đồ quý hiếm kỳ trân bảo các, nhưng bãi đất trống trước cổng Biện Kinh luôn tấp nập với những trận tỉ võ, những trận quyết chiến bang hội, mặc dù tất cả đều là vô thưởng vô phạt. Phần thưởng duy nhất mà các cao thủ võ lâm nhận được có lẽ chỉ là sự oai dũng tự cao trên tần số thế giới, một thứ danh vọng phù du, và cũng là một phần nào đó để xả chi chất sau những giờ luyện công căng thẳng. Và cũng chính từ đây, nhiều mối hảo hữu đã đến, từ thù biến thành bạn, từ người dưng trở thành người thân, đúng là choảng nhau vỡ đầu mới nhận ra huynh đệ. Chỉ là một mảnh đất trống thôi, nhưng sức hấp dẫn của nó đã lôi kéo biết bao anh hùng cao thủ, và cả một hệ thống ve chai chữ trắng luôn rình rập để lượm tiền. Nếu đã là một cao thủ thật sự, họ luôn sẵn sàng ép chín, nghênh chiến với bất cứ ai. Còn những người muốn giải trí thì đứng xem học hỏi trình PK. Một số kẻ phá rối thì luôn đồ sắt mọi lúc mọi nơi, và còn một số nàng Thúy Yên tàng hình sẵn sàng đưa bạn quay về giường chứa đồ nếu không để ý. Họ như những bóng ma chiếm giữ cổng Biện Kinh. Một cái cổng thành thôi, nhưng nó đã chứa biết bao nhiêu kỷ niệm. Kỷ niệm của những trận huyết chiến, anh em huynh đệ réo gọi nhau trên kênh bang hội: chém nó, bèm nó cho tao. Rồi là những lúc pê mờ mật với đối thủ ra cổng Biện Kinh. Ra cổng Biện Kinh mày, bố mày đang chờ sẵn. Hay cũng có lúc là những lời lẽ lịch thiệp với những người chưa quen biết: xin được chỉ giáo. Cổng Biện Kinh dù là nơi vui thú của những đại cao thủ, hoặc nơi thể hiện đẳng cấp băng hội, cũng có thể là nỗi ác mộng của những nhân sĩ còn yếu, nhưng tất cả những thứ đó đều để lại trong lòng chúng ta những giây phút khó quên của những tháng ngày phiêu bạt giang hồ. Cổng Biện Kinh xưa nay đã vắng lắm dấu chân của các anh hùng, như lời bài hát Tình Võ Lâm của Cu Phèo: Biện Kinh khói mù khi xưa, nay đâu thấy bóng dáng đào thường nữa. Tất cả đã lùi vào quá khứ hào hùng, để giờ đây khi nhắc lại chúng ta lại thấy rung rung.